sáu câu chuyện cuộc sống ngắn có thật, nghe xong tích lũy được khối kinh nghiệm sống. Câu chuyện thứ nhất Con đã lớn rồi Mẹ mặc áo sơ mi màu sẫm đứng trước gương, mẹ đang soi gương, nhưng cái cách mà mẹ soi gương hôm nay khác như mọi khi. Mẹ thẹn thùng đứng trước gương, e dè như sợ ai đó bắt gặp. Mẹ nhìn hình ảnh mình trong gương, rồi bất giác đưa tay lên sợ tráng bàn tay mẹ chạm nhẹ trên khuôn mặt sạm nắng đã hiện lên những nếp nhăn rồi mẹ thở dài hình như mẹ không muốn thấy hình ảnh của mình lúc này cái hình ảnh thật được phản chiếu ở miếng thủy tinh trong suốt kia mới đó mà ba đã đi được 5 năm ngày ba mất miên cặp tuổi 15 con bé mới lớn nên nhõng nhẽo hay đòi ba chở đi chơi mua quà ba mất đột ngột sự đột ngột ấy diễn ra trong một vụ tai nạn nghề nghiệp. Nhiều ngày sau đó, mình không tin nổi, ba đã bỏ mẹ con nó ra đi mãi mãi. Mới tối hôm kia, ba hứa sẽ chở nó và mẹ đi chơi, hứa sẽ mua quà cho nó. Vậy mà, ba đã. Nó khóc rất nhiều. Ngày ba mất, mẹ cũng khóc rất nhiều. Mẹ hụt hận đến nỗi không giấu nói được điều đó. Dù mẹ biết rằng ba mất, Minh cần một bờ vai để nương tựa một bàn tay để chở che cần một người mẹ cứng rắn tỉnh táo chứ không phải một người mẹ chỉ biết khóc ba mất cái lúc nhưng cần đến những lời động viên an ủi cần đến một ai đó che chở thì anh ấy đã đến anh động viên an ủi nó rất nhiều mình nhớ cái câu nói của anh người mất thì cứ để họ ra đi thanh thản người còn sống hãy gượng dậy mà sống Câu nói đó như một động lực an ủi tinh thần cho nó. Cái cảm giác nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ một ai đó khiến nó cảm thấy ấm lòng. Nhưng Minh lại nghĩ tới mẹ. Mẹ cũng cần đến sự sẻ chia ấy. Bốn năm trôi qua, Minh và mẹ đã quen dần với cuộc sống không có ba. Rồi một ngày, chú ấy xuất hiện. Chú quan tâm, chăm sóc, lo cho mẹ con nó như ba họ còn sống. Minh nhìn chú rưng rưng mà nghĩ về ba. Chú rất thương mẹ, chú là bạn của ba, hai người quen nhau từ hồi còn làm chung cơ quan. Hình ảnh của chú phản diện hoàn toàn với ba nó. Chú không cao to đẹp trai như ba, nhưng lại vui tính và hài hước. Ba nó ít nói, kiên định và không dễ tha thứ cho một việc làm sai trái nào đó. Còn chú ấy thì lại khác hẳn. Chú rất hiền và dễ tha lỗi cho người khác chú sống khá khép kín rất yêu vợ con vợ chú mất trước ba nó hai tháng chú không tính đến chuyện bước tiếp chỉ biết lo cho con ăn học thành tài tối hôm đó nguyên đang coi phim thì thấy mẹ đang soi gương nhưng lần này mẹ không e thẹn lén lút như hôm trước mẹ đang cầm trên tay cái son môi tôn đậm một cách cẩn thận tỉ mỉ đôi môi của mẹ trở nên đẹp lạ thường sau làn son màu đỏ những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đã mờ đi. Mẹ của Min lúc này như trẻ lại. Trước đó, mẹ nói với nó, mẹ đi chơi với chú, khuya mới về, chú có chuyện riêng muốn nói với mẹ, nên dặn nó ở nhà, mẹ đi sớm rồi về. Nó chỉ cười và lặng lặng quay mặt về phía TV, chăm chú xem phim. Khuya mẹ về, nó giả vờ ngủ thiếp, nhưng đôi mắt thì đang theo dõi từng hành động của mẹ mẹ bước đi nhẹ nhàng tiếng bước chân càng lúc càng tiến về phía nó sau ánh đèn ngủ ánh sáng mập mờ chiếu thẳng vào khuôn mặt mẹ minh thấy hôm nay mẹ rất đẹp khuôn mặt tươi tắn như có điều gì khiến mẹ rất vui mẹ khẽ hôn nhẹ lên trán minh nó vùng dậy ôm chặt lấy mẹ tối hôm đó hai mẹ con ngồi tâm sự khá là khuya mẹ nói chú đã cầu hôn mẹ mẹ yêu chú nhưng mẹ sợ con không thể chấp nhận gia đình mới này nên mẹ chưa nó im lặng cái cảm giác rùng cả người nó biết mẹ rất yêu ba rất thương nó nhưng nó hiểu trong cuộc sống phận làm con gái có rất nhiều điều khó khăn cần ai đó sẽ chia nương tựa min chợt nghĩ đến những năm tháng có ba bên cạnh mẹ đỡ vất vả gia đình vui vẻ ấm cúng bên nhau rồi chợt nhớ đến chú ấy người đã chăm sóc an ủi che chở cho mẹ nó nó thấy thương chú sao mày lại nghĩ thế con có liên quan gì đâu mẹ chỉ còn mình con ba con mất gia đình này mẹ có con là tất cả mẹ không muốn con phải sống trong cái mái nhà mà mình không thích mẹ lúc nào cũng lo cho con con lớn rồi mẹ nên nghĩ cho mình chứ Ừ, mẹ biết. Chú ý tốt với mẹ thế. Ba mất lâu rồi, mẹ cũng nên tìm kiếm cho mình cái hạnh phúc mới. Chú yêu mẹ lắm đó. Dẫu không bằng ba, nhưng đó là tình yêu. Con thì biết gì về tình yêu? Con biết mẹ ạ. Mẹ nhận lời chú ấy đi. Đã đến lúc mẹ tính đến chuyện bước thêm bước nữa. Nhìn mẹ thì con mà quên đi cuộc sống của riêng mình. Con buồn lắm mà. mẹ ạ. Mẹ hy sinh cho con quá nhiều rồi hãy để chú ấy chăm sóc cho mẹ như chính mẹ đã chăm sóc cho con mẹ cần điều đó nó nói xong khuấy mắt rưng rưng ướt đẫm những giọt mẹ nhìn nó im lặng lắng nghe từng hơi thở nhịp đập của hai con tim nó thương mẹ nhiều lắm nó cảm thấy rất vui khi đã có người quan tâm chăm sóc cho mẹ lòng nó thanh thản đi rất nhiều nghĩ đến thế mà nó cảm thấy sung sướng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay Ngoài trời, những cơn mưa tí tích, cơn mưa đầu mùa đã kéo đến. Câu chuyện thứ hai Bài toán đố cuối năm Chiều 20 Tết, tôi đem một sắp vải về nhà khoe vợ. Sau khi mở gói giấy báo, vợ tôi trầm trồ. Chà, đẹp quá, ở đâu ra vậy? Tôi ưỡn ngực. Quà Tết của cơ quan anh đấy hai vợ chồng trải sắp phải ra bàn ngắm nghía suýt xoa đột nhiên vợ tôi hỏi mấy thước về anh ba thước trong khi trả lời tôi nhìn thẳng mặt vợ và cảm thấy cô ta thoáng vẻ nghĩ ngợi quá vậy vợ tôi chết miệng ba thước chỉ mai được cho một đứa còn mấy đứa kia sự lo lắng của vợ kéo tôi về với thực tế vợ chồng tôi có tất cả năm đứa con con nhãn lớn nhất 14 tuổi, kế đến là thằng Luân, con Nga, thằng Quang và cuối cùng là thằng Đạt, đứa út 3 tuổi. Với đàn con như vậy, tết nhất hai vợ chồng tôi chỉ lo ăn cũng đủ mệt, cách chi nghĩ đến chuyện mai sắm. Bây giờ, với sắp phải cơ quan cho, cũng chỉ mai được một bộ đồ thôi. Nhưng mà nên mai cho đứa nào? Đứa có đứa không, chúng tranh nhau cũng khổ. Phải làm sao cho chúng khỏi so bị mới được hai vợ chồng tính tới tính lui. Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra được một giải pháp. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, tôi tuyên bố. Các con ngồi quay lại đây, nghe ba nói. Tôi chưa dứt lời, thằng Luân đã vỗ tay lớp bớt. a à, ba kể chuyện, hoang hô. Vợ tôi trừng mắt. Còn để yên nghe ba nói nào. Không phải kể chuyện. Tôi đính chính. Bà đố cắt con cái này, ngay tới đó, con ngài lắc đầu ngoay ngoẩy. Thôi thôi, tụi con biết rồi, ba lại đố cái gì không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu nữa chứ gì. Tôi cười, không phải, cái này mới toanh, chưa đố lần nào. Các con nghe kỹ nè. Có năm người đang đi trên đường, bỗng nhiên họ gặp một cái bánh. Đố các con, họ phải chia làm sao để khỏi cãi nhau. Thằng Quang ngơ ngác Bánh sao lại nằm giữa đường hả ba? bộ ai làm rớt hả cái thằng quỷ con này tôi rủ thầm trong bụng và trả lời cho qua ừ có người làm rớt vậy phải chi như thế nào con nhặn vọt miệng câu dễ ợt mà ba cũng đố thì mỗi người cắn một miếng cắn hoài cho đến khi nào hết thôi tôi bối rối đưa tay gãi đầu trong khi bọn nhóc nhau nhau phải vậy không ba chị hai nói đúng không Tôi gật đầu. Phải phải, các con giỏi lắm. Giờ nghe ba đố câu khác nè. Có năm người đi trên đường, giả dụ là năm đứa con đi. Cũng gặp bánh nữa hả ba? Con Nga phục hỏi. Không, lần này không gặp bánh. Các con gặp một chiếc xe đạp bỏ không. Vậy chiếc xe đạp thuộc về ai? Vậy chủ nó đâu? Thằng Quang lại hỏi. Chủ chiếc xe đạp hả? Tôi nhíu mày chiếc xe không có chủ. Nhưng con đừng hỏi nữa, trả lời đi, chiếc xe thuộc về ai? Con Nga nheo mắt, thì đứa nào biết chạy xe, đứa đó lấy. Con Nhạn và thằng Quang hồ theo, đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có thằng Luân là sững cổ phản đối, thôi đi, tụi mày đừng có khôn. Rồi nó quay sang con Nga trừng mắt. Mày tính bắt tao chở mày đi học chứ gì? Chả là trong năm đứa, chỉ có mỗi thằng Luân biết đi xe đạp. Con nhạn tập chạy xe trước thằng em, nhưng con gái nhát gan nên đến giờ vẫn chưa đi được. Nghe thằng Luân nạt, con ngay chu miệng. Xí, sí, ai mà thèm ngồi cho anh chở, anh chạy ẩu có ngày té lọi giò. Tao chạy ẩu hồi nào, đừng có xạo. Thấy tụi nhỏ cứ xa đà vào những tiểu tiết mà không chịu đi vào trọng tâm vấn đề, tôi đập bàn cắt. Thôi, đừng cãi nhau nữa, không có xe đạp xe điếc gì hết. Bây giờ, các con sẽ gặp một bộ đồ. Lần này, đứa nhanh miệng nhất cũng là con Nga. Nó cắt ngang lời tôi. Đứa nào mặc vừa, đứa đó lấy. Tôi ngớ người ra và đưa mắt nhìn vợ. Tới nước này thì vở kịch của tôi không thể nào diễn tiếp được nữa. Hiểu rõ ý nghĩa cầu cứu trong mắt tôi, vợ tôi liền hắn giọng. Thôi, các con im lặng đi, nghe má nói nè tụi nhỏ đang huyên náo lập tức im bặt rõ ràng chúng coi trọng má hơn ba Nói thật với các con như thế này ba con vừa được cơ quan cho ba thước vải ba thước vải chỉ mai được một bộ đồ hoặc hai cái áo mà các con những năm đứa do đó bà má muốn hỏi ý kiến của các con là nên mai cho ai kỳ tết này kỳ sau sẽ tới những đứa khác thấy câu chuyện không còn ở dạng đố chơi nữa mà trở nên quan trọng tụi nhỏ đâm ra đứng đắn hẳn sau một thoáng nghĩ ngợi con nhạn đề nghị thôi bà má mai cho thằng quang với thằng đạt đi thằng quang được cái áo thằng đạt còn nhỏ chắc là mai được một bộ ý kiến thằng luôn hơi khác thằng đạt còn nhỏ cần quá gì đồ mới má mai cho con nga với thằng quang đi thằng quang hù theo thằng anh Đúng rồi đó má, con một cái, chị Nga một cái. Nhưng con Nga không chịu. Con không mặc đâu, má mai cho chị nhạn với anh Luân đi. Tết năm ngoái, con đã có áo mới rồi. Tới lượt con nhạn lắc đầu, ta không mặc đâu. Cứ vậy, mỗi đứa một ý, không ai chịu ai. Đứa nào cũng muốn nhường cho đứa khác. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú. Nhưng tình thế quả thật rất khó xử cuối cùng vợ tôi phải đóng vai trọng tài. Các con đã có ý kiến rồi, bây giờ tới má. Nghe vậy tôi ngỏ im liền. Má ủng hộ đề nghị của Nga. Vợ tôi thông thả, bởi vì nhãn phó luôn đã lớn rồi, Tết nhất phải đi theo ba má thăm hỏi bà con họ hàng, do đó cần ăn mặc tươm tức một chút. Rồi vợ tôi quay sang thằng Quang. Còn con, con có nghe câu cũ người mới ta bao giờ chưa? Dạ chưa. Cũ người mới ta là sao má? Tức là có những cái tuy cũ với người khác nhưng đối với mình vẫn là mới. Nói tới đây vợ tôi hơi ngập ngừng. Ví dụ những cái áo quanh luân dù là cũ nhưng vì con chưa mặc qua lần nào do đó đối với con vẫn là áo mới phải không? Thằng Quang không hiểu ức giác gì nếu vỗ tay hét quá. Phải rồi, mới, mới. Má định cho con cái áo caro quanh luôn phải không? Còn khoái cao đó lắm. Vợ tôi thở vào. Ừ, má cho con cái áo caro. Còn Nga thì sửa lại cái áo tiếp thang của nhà mà mặc. Cái áo đó ngó vậy mà còn tốt lắm. Con chịu không? Con Nga lặng lẽ gật đầu. Không biết nó buồn hay vui. Nhưng dù sao câu chuyện mai mặt vẫn diễn ra tốt đẹp không rắc rối như tôi tưởng. Thật là một gia đình hạnh phúc. Chiều mồng một Tết, hai vợ chồng tôi đang dọn dẹp trong phòng, thì bỗng nghe ở ngoài hiên có tiếng con Nga mét với con nhạn. Cái áo của chị chỉ một hết trọi mà má kêu tốt. Em vừa thở ra có một cái mà hai hộp nút ba đi đâu mất tiêu. Con nhạn rầy, đứt nút là chuyện thường, có gì mà mày la hoảng như vậy? Đem kim chỉ là đây, ta đơm giùm cho. Rồi tôi nghe tiếng nó thở dài. Thiệt ra, ta đâu có hàm áo mới, nhưng kẹt phải đi đây đi đó với ba má, thành ra phải may. Ít bữa hết Tết, Tao nói má sửa lại cho mày mặc, đừng có lo. Thiệt con nhỏ ngoan hết biết. Tôi mới khen thầm trong bụng, thì đã nghe tiếng thằng Quang. Nó chơi đầu ở ngoài sân mới chạy vô. Chị hai ơi, cái áo caro của em rách rồi, Rách ở đâu? Con nhạn tỏ vẻ lo lắng. Ở trên vai đây nè. Em vừa cúi xuống, chưa kịp lượng viên bi đang nghe một cái rẹt. Đâu? Đưa tao coi nào. Trời ơi, rất có chút xíu à. Cởi ra, tao mặn lại cho, lát nữa mặc. Thằng Quang phụng phiệu. Thôi, em không mặc cái áo của người mới ta này nữa đâu. Em thích mặc áo mới nhanh luân kìa. Con nhạn dỗ em. Mặc áo mới cực thế mồ, sức ít gì mà ham. Mỗi lưng không dám tựa, buồn ngủ không dám nằm, lúc nào cũng phải giữ cho thiệt sạch. Còn áo cũ hả, thì tha hồ. Nhưng thằng em không màng ngay lý lẽ của con chị, nó buồn bã triết lý. Nhà mình không bằng một góc của nhà chú Kiệt. Thằng Thảo và con Sương, đứa nào cũng có áo mới, chẳng như nhà mình, năm nào cũng cũ người mới ta hoài. Thằng này láng xẹt, con nhạn nạc nhà người ta chỉ có hai anh em trong khi nhà mình tới năm đứa bì sao được mà bì Thế chị khắc, thằng quang im re một hồi lâu cũng chẳng nghe nó nói gì hình như nó đang lặng lẽ cởi áo còn nhạn nói đúng thiệt tôi chua xót nghĩ nếu hồi đó mình quyết tâm chỉ có hai đứa thì bây giờ mọi sự tốt để biết mấy bất giác tôi quay sang vợ và bắt gặp ánh mắt của cô ta Ách mắt nói phải chi hồi đó câu chuyện thứ ba đời tựa phiêu sinh đám ma lệ đào đông nườm nượp đầy những hoa lan hoa hồng và những lợi thương tiếc có cánh túc trực hai bên quan tài là hai chàng dũng sĩ mặt xanh rờn đầy âm khí một là chồng một là người yêu khi làm lễ di quan bảo ngọc con trai nàng nhất định và lật ngược di ảnh. Ai nói thế nào cũng chẳng thể thay đổi. Vì sợ qua giờ tốt thuận cả lịch Tây lẫn lịch ta là 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 2009 nên gia đình nàng đành phải chịu ý đứa trẻ nhỏ mà cho xoay ảnh thờ đi vậy. Chỉ khi người phó nhái chuẩn bị vào kiểu và gia đình nhà tăng lễ xoay chuyển theo những tư thế nghiêm trang, người họ hàng của nàng mới dặn co với đứa bé để ảnh của nàng được ngay ngắn. Thành ra, trong cái nghiêm trang của lễ tiễn đưa là có cái sự hài hước của một cuộc đón nho nhỏ. Quả thật là một cảnh trí lạ lùng. Càng lạ lùng hơn bởi ngay lễ hạ huyệt, một cao thủ tướng số đến gặp anh trai lệ đào mà rằng Tôi vừa quan sát, thấy thân mẫu của đào đã tạ thế đúng ngày này, ba năm về trước. Theo kinh nghiệm dân gian, đây là tang trùng tang và có lẽ trong thời gian ngắn nữa chúng ta phải làm lễ cải tán hoặc một vài lễ gì đấy kẻo ba năm sau thằng cu bảo ngọc người thầy tướng số tử phi bỏ lửng câu nói người anh duy nhất của đào người còn sót lại cuối cùng của chi họ phạm đây vội sụp lại mà rằng vâng cháu biết rồi để mọi việc qua đi cháu sẽ nghĩ cách anh quay đi nước mắt nương tròng không hiểu vì thương em lo sợ cho cháu trai hoặc dòng dỗi gia tộc. Vừa hay, thằng mấy Bảo Ngọc như được nhắc đến, chạy lanh quanh khắp khu huyệt mộ, miệng cười tư rối. Ai trong qua cũng xót xa cho lệ đạo vài cháu nhỏ. Nó còn bé quá, đã biết buồn là gì đâu. Trong nụ cười nhiều âm sắc của nó, trong dáng vẻ vô ưu của nó, dường như là có điều chi bất ổn. Miệng nó cười, mà mắt và nét mặt lạnh tanh hoặc như chàng sĩ bố nó trong cái buồn và sự hiêu hắt của một người trẻ tuổi chịu tan vợ đôi lúc là ánh lên cái đắc ý ngầm và tinh mắt lắm mới thấy được sự thỏa mãn tiềm ẩn trong thứ mạo lạ lùng của một người sát vợ hại con đáng ngạc nhiên vô cùng là mẹ chồng của lệ đào bà chuẩn là người nghiên cứu tử phi 20 năm có lẽ vì thế khi lệ đào còn sống bà một mực chối bỏ nàng dâu tư sinh trong lá số tử phi của nàng dường như bà đã đọc được điềm báo trước của ông thiên đào hoa kình dương thủ mệnh thái âm hãm địa thái dương mờ ám chiếu về đây là kết cục của người đàn bà có khả năng làm nhiều gia đình tan nát vì thế bà chuẩn hết sức can gián con trai nỗ lực ruồng bỏ cô con dâu có nguy cơ làm tán gia bại sản của mình trong sự hy vọng trọn vẹn đắc đạo cho gia phong oanh liệt của mình dường như bà chuẩn, cố hành xử, như thể kết tên bà được mang. Bà chỉ không biết rằng, ngay khi bà bắt đầu lao vào cuộc chiến để rũ bỏ lệ đào, chính bà đã thai nàng trả nghiệp, làm người phụ nữ khiến gia đình tan nát. Chính bà, chứ không phải lệ đào, là người phá hoại hạnh phúc của gia đình mình và của tiểu gia đình con trai độc đinh của bà. Nguy hại thay, sự phi diệu của tạo hóa, ai mà biết trước và tưởng rằng mình có thể hóa giải nó. Người đó tức chịu tai họa đầu tiên. Và bà chuẩn, tử vi xem số cho người, hại thay, đã quên mất phải xem lá số cho mình. Mà có khi, với sự đắc thắng của một người sống đời nhiều nghịch cảnh mà vẫn vượt lên được, bà còn tự cho mình đang làm đúng. Cho đến khi mất, trên danh nghĩa, nàng lệ đào vẫn chỉ có một chồng. Oán âm là, chỉ còn đúng một tuần nữa sau cái chết của nàng, thì nàng sẽ được cấp giấy ly hôn. Vậy là chỉ có cái chết mới chia lì đôi lứa, hệt như lời nàng đã cầu xin vào cái ngày nàng nhờ thầy bối chọn giúp cho ngày tốt mà làm lễ hợp hôn. Trong sự dao động mãnh liệt của người con dâu bị từ chối, trong tình yêu sai đắm của người con gái trẻ, nàng đã quyết chí lấy cho bằng được chàng sĩ, bất kể những trở ngại về không gian, về địa lý và cả của bà mẹ chồng cao tay ấn. Quá tình dường như mối tình của nàng đã động lòng thiên. Chàng sĩ và nàng bao lần hợp tan, tan hợp và vẫn chưa đủ cấu thành một sự chia lìa. Kể cả khi ra tòa ly hôn, sau nhiều lần hòa giải, số mệnh triêu ngươi vẫn cho nàng được làm gái có chồng khi đã lì đời. Và thế là chàng sĩ tội nghiệp một đời bị mẹ bức bách, một thời điêu đứng vì nhan sắc lại đào, một tấm lòng đau đớn ngày ra tòa để được cấp phép lìa xa là phải trúc trực bên đinh cửu lại tả biết bao người thân đến phía lệ đào thực là ngậm ngùi và nhiều ăn trái chàng sĩ nào phải người hiền lành nhu thuận dù cái vẻ ngoài tưởng chừng nho nhã của chàng dễ dàng đánh lừa nhiều người giọng nói chàng êm nhẹ nghe như tiếng đàn tiếng nhị từng lời nói của chàng cũng ngọt cũng thanh tuy bề ngoài chàng không có gì đặc sắc nhưng chính cái hình dáng kém nổi trội lại cho người phụ nữ đa trung cảm giác an tâm vì được kề cận chàng là một người an toàn vô hại một người đàn ông của gia đình sự thật cũng chứng tỏ điều ấy bất kể bao lần lệ đào xé mấy lần rào chàng sĩ vẫn là một nơi rộng mở để nàng trở về lạ thay đối nghịch với ngoại hình ung dung mảnh dẻ là nhiều chấm phá trần tục trong lối sống và sinh hoạt của chàng tướng ăn của chàng là một điểm đáng nói. Chàng ăn uống cũng không nhiều, xong toàn tập những miếng to, đặc biệt thích ăn thịt cả tảng lớn. Trong khi ăn, mồ hôi chàng đổ rào rào, thấm ướt cả áo trong lẫn áo ngoài. Dù trời mưa to gió lớn, dù bão hay đông lạnh, mồ hôi vẫn thi nhau đổ xuống như mách bảo về sắc dục vô độ của chàng. Chàng nhai tớp kép hở miệng, như thể tính xấu không giấu được mãi dù khi trò chuyện răng chàng không lộ qua môi đích thực là biểu hiện của sự khôn ngoan giữ ý trên gương mặt sáng sủa vần trán cao lộ lộ đôi tai dài đôi mô hồng tươi thanh tú của vị tiến sĩ trẻ là đôi mắt thỉnh thoảng lộ thần của tù hãm u ám của lòng nghi ngờ thủ thế và đặc biệt là nốt ruồi trích lệ chi phu ở cả hai bên má như báo trước điềm tan chế ở phu thê tiếc thay lệ đào chỉ là một nữ nhi thường tình làm sao thấy được những biểu hiện đó trong nội tâm và cơ ở sắc tướng của chồng lệ đào là phải đối phó với sinh kế với bà mẹ chồng sinh con đẻ cái nàng cũng chẳng phải là một người lô xích lắm để hiểu rằng tất thải cái tính cách của chồng mình là do giáo dục gia đình mà nên đối với một người đàn bà đứng tuổi một người mẹ mà chỉ dùng lá số tử vi như một phương tiện để hành xử thiếu tình người hụt lòng nhân ái thì vị tất chàng sĩ sẽ chỉ đối phó với nàng như thể một công cụ trong tay mà thôi với cái thiên phú thư sinh nho nhã của mình chàng sĩ sẽ chẳng bao giờ có thể dám phản đối mẹ như cưỡng đạo trời trong cái cung kính bề trên có sự ngấm ngầm chấp nhận điều sai trái mà không dám phản đối và bao bức bí thì dùng hết cả về tiểu gia đình. Hệt như bao tin anh đã phát tiết ra ngoại hình, nôm thì đẹp đấy, nhưng sắc thái xấu xa thì đổ dồn về một cái tướng ăn ở vậy. Và vì thế, tuy mở cửa đón lệ đào trở về nhiều lần, trái tim chàng sĩ vẫn cứ lạnh băng như thể được đúc bằng thép khối. Chẳng khác gì báo hiệu trước rằng lệ đào sẽ phải tiếp tục ra đi, dù nàng phải nuốt lệ rất nhiều lần để dựng xây từ đổ vỡ mới hai cố gắng từ một phía không thôi chưa đủ từ hai phía cũng chưa đủ thay cần có thêm một chân nữa để quan hệ của họ được bền vững như kiện ba chân chàng dũng là cái chân thứ ba đó đồng cảnh tương lân họ lao vào nhau khi cả hai cùng đang ly thân với nữ kia của mình ngược với chàng sĩ so đo tính toán thêm thiệt bớt hơn chàng dũng sở lỡ chân tình, cho đi không cầu báo đáp. Chàng đối với lệ đào bao gồm cả thái độ của một người cha với con gái bé bỏng, một người anh đối với em gái và một người bạn đối với bạn. Nếu chàng sĩ là một chiếc chậu cảnh để nuôi cây đào kiển, thì chàng dũng là cả một khu vườn bất tận và cả một người làm vườn kỳ công. Ba hôm liền mưa gió, chàng túc trực bên linh cửu lệ đào không tự nang những việc linh tinh mà hai gia đình tan chế không làm suẩy. Ấy vậy mà, đến giờ khâm niệm động quan, di quan, chàng Dũng tịnh không xuất hiện bên cạnh. Bởi chàng tin rằng tuổi của chàng và lễ đào không hợp nhau. Sự có mặt của chàng làm cho người quá cố thêm vương vấn. Chàng không khóc, không ron đã đón chào khách như bà chuẩn, cũng không kể lễ những câu chuyện liên quan đến lệ đào với khách khứa như chàng sĩ. Người tinh ý nhìn chàng vẫn thấy bình an vô sự, không một tẹo u ám như chàng sĩ. Chỉ có thầy tướng Pháp lâu năm mới nhận ra cái sự đại tang trình bày trên gương mặt Phúc Hậu. Trong những câu chuyện, hai chàng ôm lại kỷ niệm với lệ đào, với khách viếng tăng lễ. Chàng sĩ nói đến việc giải thoát, tịnh độ và nói về nỗi lòng chàng của những ngày đau khổ bên lệ đào. Trong khi chàng Dũng thì chỉ một mực. Tôi vẫn cảm giác nàng còn đang kề bên khi nói về những niềm vui sướng của hai người yêu được ở bên nhau. Kể ra, câu chuyện tình yêu của Lệ Đào với người chồng đã đến hồi kết, còn với chàng hôn phu thì chỉ mới bắt đầu. Đoạn kết đám ma Lệ Đào lại là một câu chuyện bi hại khác nữa. Người cao thủ tướng số đến chia buồn với cao thủ tử vi, bà Chuẩn. Trong một lời tiên tri, vị cao thủ tướng số đề nghị bà Chuẩn thu xếp cho Bảo Ngọc được đi nước ngoài ăn học Để tránh bị vắng số Bà chuẩn cười khẩy Này bác ơi Thằng bé nhà cháu Tham lan ngộ tràn sinh Nó phải sống lâu bằng ông bành tổ ấy chứ Lão thầy tướng số ma quái gật cù Tôi sẽ cho chị xem Bàn tay với đường sinh mệnh Nát viết của bảo Ngọc Nói rồi Lão thầy ma mỹ túm lấy tay thằng bé Đang khóc thét Lật ngửa bàn tay ra Thằng bé cứng đầu phù té chạy Hệt như cái thái độ căng cường của nó lúc lật ngược với ảnh của mẹ nó vậy. Nó khóc lưu loa, tiếng khóc lại nghe rinh rít như tiếng cười, mất tịnh không giọt đậy. Hai vị cao thủ nhìn nhau, bà chuẩn hiên ngang trong cương vị của một người chủ nhà đầy quyền quy cao giọng hỏi. Này, bác kia, thấy bác bảo xem trong tướng con dâu nhà tôi có cái yếu tướng nào không? Lão thầy tướng số bèn gật gù ra chịu tâm đắc rồi mới thủng thẳng phút râu mà rằng tịnh không một nét yếu tướng nào ở đào nữ nhà chị tử vi của cháu được sao dưỡng của vòng tràng xanh là tốt lắm tuy nhiên nếu có nghiên cứu sâu về tử vi và tìm hiểu thêm về địa kiếp thủ mệnh thì sẽ hiểu rằng ai có địa kiếp ở mệnh thì sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của chính mình gây ra ở ngay tại kiếp này dừng lại một chút để thưởng thức các kinh ngạc của bà chuẩn trước sự hiểu biết của người mà từ đầu đến giờ bà rất xem thường. Lão thầy tướng số tiếp tục. Tuy nhiên, Lưu Hạ đóng ở Thiên Di có phần dự báo rằng lệ Đào phải hết sức cẩn thận về đường sông nước khi đi xa. Kinh dương Tý ngọ máu dậu như thế nào thì chị đã biết rồi đấy. Xin mời chị tiếp tục thưởng thức tính toán những sao lưu và luận ra dễ dàng giờ tạ thế của lệ Đào. Nói xong, lão tướng số cúi chào và lưỡng thững chia ô đi ra. Bầu trời đột nhiên quang đảng, một con bướm vàng từ đâu đó trong nghĩa trang chấp chới bà đến, đậu mãi trên vai lão thầy tướng. Bà chuẩn, sắc mặt từ xanh dần chuyển sang vàng bủng rồi ẩn hồng, rồi hóa xám, rồi đỏ, và cuối cùng đen xì trở lại. Bà lão đảo dựa vào một gốc cây, may mắn là thằng bé Bảo Ngọc chạy đến, nói cười làm bà tỉnh trí lại nó xòe tay vội bà bồng nó và trong một khoảnh khắc thần diệu bà đột nhiên nhìn thấy đường sinh đạo gặp gần của thằng cháu đích tôn của mình có những tiếng thở dài nặng nề như thể rừng cây xào xạc lá bác hương bỗng rừng rừng cháy đỏ lần thứ hai trong ngày một người đàn ông trong ca đoàn vội vã dập tắt và trong lúc hấp tấp cứu lửa một quả lê và một quả đào từ mâm trái cây bỗng lăn ra chàng dũng rùng mình nhớ lại có lần nàng lệ đào kể rằng có vị tu hành từng khuyên nàng nên cải tên thành lê đào để được hưởng phước duyên cũng chưa muộn lắm chàng dũng thở dài và thầm nghĩ sẽ thêm tiền cho người khác khắc biên mộ để viết sai tên lệ đào một tẹo rừng cây lại xào xạc lá câu chuyện thứ tư lạc đầu mùa anh Hân và chị hình như vừa hái lạc xong, tức tử chạy ra. Vừa đến nơi là vụ lấy nhau lăn lộn trên thảm cỏ. Mấy đứa đứng thở, căng tay chăm chú. Khi ánh trăng trên chết, câu chuyện giữa họ đã nhạt, cả bọn mới lơm khơm bò về. Khi những cơn giông mùa hạ bắt đầu sau bao ngày nắng gắt, trên cánh đồng, lá lạc ngã từ màu xanh thẳm sang vàng nhạt chấm chấm như trứng cúc báo hiệu mùa lạc bắt đầu. Từ sáng sớm, khi sương còn động trên ngọn cỏ, mùi hơi đất nồng nồng đã râm rang tiếng cười gọi nhau ý ới. Tiếng bò ức đánh râm rang cả cánh đồng. Ai cũng tranh thủ làm nhanh cho được nắng. Cái công việc nhổ lạc, chả nặng nhọc gì, nên nhà nào cũng huy động, thôi thì đủ nam phụ lão ấu. Trưa, từng xe bò lạc lích kích cao ngất ngưởng Về đến nhà thì ngập hộ từ trong ra ngoài, lạc tươi lạc khô tràn hết cả ra nhà ra khoảng sân rộng nhổ lạc thì thế hái lạc có thật sự khốn khổ lưng đau ê ẩm có nhiều đứa ăn cơm tối xong chui nghe vào góc học tập trốn việc đợi khi bố mẹ không để ý đã tốt đi chơi có lẽ kiên trì nhất là mấy anh chị yêu nhau ngồi hái lạc vừa rù rì rủ rỉ chuyện trai gái nhưng nói chuyện dưới sự giám sát của công an cũng chả sung sướng gì ráng được hai thúng chờ các cụ tắt đèn đi ngủ lại dắt nhau tách riêng hồi ấy họ chỉ biết tìm đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại lý tưởng nhất là gốc cây vong gần bờ ruộng vừa mát mẻ vừa nắng vì vị thế đắc địa nên đó là điểm tranh chấp giữa cánh thanh niên và lũ chốc chúng tôi dưới gốc cây nhẵn kính bóng loáng vì những ván bi buổi tối sáng trăng tụ tập chơi chốc đùng có hôm chi phe xong kéo nhau ra bãi đã thấy một đôi ngồi thù lù từ lúc nào. Hồi ấy, anh Hân và chị Miên là đôi đẹp nhất làng. Anh to khỏe nhanh nhẹn, lại tháo phát, không lời hà việc gì, nhất là với chị. Thương nhà chị neo người, nên mỗi lần đến mùa nhổ lạc, anh làm luôn cả công việc của hai gia đình. Lạc nhà chị chất lên xe xong xuôi, anh mới nhổ lạc nhà mình. Chị xinh đẹp, dịu dàng, thêm chút e thẹn của con gái quê khiến nhiều anh ở trên thị xã về cũng trồng cây si. Anh chị sai nhau lắm, đi đâu cũng lẻo đẻo bên nhau. Họ thường trực gốc cây vong suốt ngày đêm. Cả bọn chúng tôi ra thật sớm rồi mà vẫn chậm. Đã thấy anh còn cười để hút. Còn nít đi chỗ khách chơi. Ước không chịu được. Thằng Nam, đứa nghịch nhất trong bọn, nảy ra một ý. Không cho chốc đùng nữa, mà đi rình họ nói chuyện. Với điều kiện chỉ những đứa gan lì nhanh nhẹn đi còn lại đợi đằng xa có gì bọn tao kể lại cho nghe anh hân và chị hình như vừa hái lạc xong tức tửa chạy ra vừa đến nơi là vồ lấy nhau lăn lộn trên thảm cỏ mấy đứa nín thở căng tay chăm chú khi ánh trăng trên chết câu chuyện giữa họ đã nhạt cả bọn mới lơm khơm bò về ra đến ngã ba tụi nó mất cười như lũ điên Hôm sau xuống giếng làng tắm, thằng Nam oan oan kể chuyện hắn đã một sở thị được tối hôm qua, mà không để ý, chị Miên ngồi gần đó giặt đồ. Mọi người tủm tỉm, còn chị cúi gầm, mặt đỏ như quả cất. Tối đó, đó, không còn bắt gặp anh chị nữa. Những mùa hè, những mùa lạc cùng tuổi thơ chúng tôi dần trôi qua. Đứa đi học, đứa vào Nam làm công nhân. Mỗi độ hè về, tự nhiên bồi hồi nhớ quê, nhớ mùa lạc năm nào, và nhớ anh hơn hiền lành. Chị Miên đi lấy chồng cũng vào một ngày hè khi cánh đồng lạc mùa ngã vàng trứng cúc. Chị lấy chồng trên thị xã có hai ngày mặt tiền. Hôm đám cưới có mấy xe ô tô rước châu. Kể từ đó anh hơn thay đổi hẳn. Anh lầm lũi như một cái bóng không vợ con gì, mái tóc bạc phơ. Không biết cuộc sống kim tiền đã cướp mất chị hay trò đùa quái ác của chúng tôi đã chia lì họ. Đi xa, mỗi lần nhớ quê, nhớ mùa lạc, trong lòng chúng tôi lại trào dân một nỗi ân hận. Ước gì có phép màu để chúng tôi được quay trở lại tuổi thơ xưa. Câu chuyện tiếp theo Ngọt ngào và nâu Đêm, cho nỗi buồn rớt xuống vực sâu, tôi đang nhớ liên cồn cào. Tôi play duy nhất bại, song from ở secret garden bởi đơn giản đó là bài mà liên hay nghe nó gợi cho tôi một ít cảm giác liên vẫn còn đau đó quanh đây dẫu cho lòng tôi còn đau khổ đến mấy thì tôi vẫn không phủ nhận được một điều rằng tôi vẫn dành cho liên rất nhiều tình cảm nhiều nhiều vô cùng ngày đó tôi đã không đủ vị tha và dũng cảm để kéo liên lại xét cho cùng nếu đó là sự lựa chọn của liên thì chắc hẳn người đó xứng đáng. Năm năm trước, tôi và Liên từng là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Chúng tôi học cùng từ cấp 3, nhà cách nhau một con đường. Tôi thường qua con đường ấy chở Liên đến trường. Tình bạn trong sáng ấy đã lớn dần thành tình yêu khi chúng tôi học năm ba đại học. Sau này, chiếc xe đạp hồi cấp 3 đã được thay thế bằng chiếc xe cố gắn máy chạy bằng xăng. Liên trong sáng và dịu dàng, nàng thường cười khúc khích khi ngồi sau xe tôi. Thế nhưng, những ngày tháng hạnh phúc đó không nhiều. Khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, tôi và Liên đã chọn hai ngã đường khác nhau. Và cho mãi đến bây giờ, tôi cũng không dám chắc tôi đã chọn sai hay đúng. Sau nửa năm ra trường, Liên chia tay tôi và kết hôn với sếp mình. Tôi như kẻ mất hồn, tôi biến thành một kẻ mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Sau một năm không còn là chính mình, tôi đã dần trở lại. Tôi đã chín chắn hơn rất nhiều. Hôm đó, của một năm về trước, Liên mãi mãi không còn là của tôi. Nhớ những kỷ niệm cũ, lòng tôi lại bồi hồi da chiếc. Chưa đến 5 giờ chiều, tôi quyết định thu dọn đồ đạc và rời văn phòng sớm, bỏ hết mấy cái dự án dở dang. Tôi khoác ba lô đi lang thang dọc bãi nổi sông Hồng, nơi ngày xưa tôi hay đưa Liên đến hai đứa thường tháo dài đi chân trần để cho những dấu chân in hàng trên cát. Liên thích những điều lãng mạn, nên máu lãng tử cũng ngắm vào trong tôi. Tôi lôi mấy lon bia ra và ngồi xuống nhâm nhi. Này chú, chú có thể không ngồi ở đây được không? Một giọng nói cất lên. Đây là đất của cháu à? Tôi đáp lại bằng một cái giọng ngang phè của một kẻ ngà ngà sai. Tất nhiên là Không nhưng chú đang làm ảnh hưởng đến bức tranh của cháu đấy. Mà cháu là người ở đây trước. Giọng nói là cất lên. Một gương mặt non trẻ nhìn tôi đầy thách thức, hình như nó vừa gọi tôi là chú. Tôi đâu có quá già, mới chỉ hai ngày chưa cạo râu thôi. Vậy à, vậy chú đi đây. Nhưng mà này cháu, chú mới có 25 tuổi thôi đấy. Đó là lần đầu tiên tôi và con nhóc gặp nhau một khoảng thời gian sau tôi đến nâu và gặp lại con nhóc lần nữa nâu là một quán cà phê gần đối diện công ty tôi đang làm bây giờ tôi chọn nâu bởi vẻ mộc mạc trầm buồn và bởi ở nâu hay phát những bản nhạc tôi ưa thích tôi không nhận ra nhóc nhưng nó là người bắt chuyện với tôi trước xin chào ông chú say rượu hôm nay muốn uống gì ơ à, sao cô lại gọi tôi vậy Vậy chắc chú không phải là người phá hỏng khung cảnh bức tranh của cháu hôm trước đâu nhỉ? Con nhóc cười tươi để lộ chiếc răng khẩn bên phải trong thật duyên. À, tôi nhớ rồi, hóa ra là cô bé. Tôi cười đáp lại. Giữa khoảng trống lờ mờ, tranh tối tranh sáng của quán cà phê, tôi gọi cho mình một đen đá. Con nhóc phục vụ bưng ra cho tôi một vài chiếc cốc kỳ. Tôi nhíu mày không hiểu, nó mỉm cười cho lần gặp lại thứ hai. Cảm ơn, nhưng tôi không thích đồ ngọt lắm. Thử một chiếc đi chú, công thức mới nhất của cháu đấy. Con nhóc quay lưng đi và tôi thì nhún vai. Cũng được, nhưng chưa thể nói là ngon. Tôi đến nâu đều đặn mỗi tuần. Ba tháng nữa trôi qua, lần nào tôi cũng gọi cho mình một ly đen đá. Nên cứ thành lệ, con nhóc bưng tôi tôi mà không hỏi tôi nữa. Đôi lúc, nó nán lại nói với tôi một vài câu bâng quơ, rồi lại chạy biến đi. Thường thì tôi im lặng, còn nó huyên thuyên. Tôi có thói quen hay mang theo một quyển sách đến quán, khi thì tôi ngắm phố phường từ trên cao. Lại một ngày Hà Nội rét, ngồi trong nâu nhâm nhi gần sông tách cà phê, bất chợt nhìn xuống dưới đường, tôi như nhìn thấy bóng ai đó đi ngang qua. Đúng là liên. Tôi tính tiền cà phê mà không kịp chờ lấy tiền thừa. Tôi chạy như bay xuống đường và đuổi theo bóng hình ấy gần hai năm không gặp lại liên nhưng tôi có thể khẳng định không nhầm được bởi trong tim tôi lúc nào cũng có bóng hình ấy tôi đuổi theo liên sang bên kia đường vào trung tâm thương mại cũng vừa hay tôi nhìn thấy một bóng dáng khác đi bên cạnh họ cùng nhau bước vào chiếc taxi bất hút trong chiều mưa hà nội âm u ẩm ướt tôi chán nản và buồn bã bước chân vô định kéo tôi lên khu thương mại bỗng một ai đó phía sau giật áo tôi lại. Tiền thừa của chú. Ơ, à, tôi quảnh đầu lại. Thì ra là cô nhóc. Cô vừa nói vừa thở hổn hển, Dường như cô đã chạy đủ theo tôi, chỉ để đưa nắm tiền thừa chưa đến 50 ngàn. Thấy cô bé thở dốc, trong tôi chợt xuất hiện một cảm giác ái nái. Tôi mua cho cô một lon coca. Chú vừa chạy theo ai đó đúng không? Tôi nhìn con bé vánh mắt dò xét hình như nó đang quan tâm thái quá đến cuộc sống riêng tư của người khác thì phải. nước cười hì, lãng sang chuyện khác. Nếu chú không nói thì thôi, nhưng mà không phải ai chắc cũng vậy đâu. Cháu chỉ quan tâm đến người cháu thích thôi. Ngậm nước trong miệng tôi bỗng dưng xích phục ra ngoài. Trẻ con bây giờ ghê gớm thật. Ngày xưa, ở cái tuổi của nó, thế hệ bọn tôi đâu có ai ăn nó mạnh dạn như vậy. Tôi và nó đúng là một phát ngôn gây sốc tôi vẫn im lặng và mỉm cười. Một ngày đến nâu, tôi không thấy con nhóc đâu cả. Bình thường nó đã mang cho tôi một tách đen đá và vài cái bánh khúc khi do nó tự làm. Quán vẫn vậy, đường phố vẫn vậy, nhưng hình như không có nó thì không gian hơi khác. Chầu cà phê một mình tiếp theo của tôi không phải đen đá như thường lệ, mà là một cappuccino thơm mùi kem sữa. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Như một kẻ từ ngoài hành tinh vừa rớt xuống trước mặt Nó cũng lặng im ngồi xuống đối diện với tôi Không phải cái mép giả hoạt như những lần trước Nó chỉ ra trước mặt tôi một tấm hình Tấm hình tôi làm rơi từ quyển If You Are Here của mình Hình như đây là người chú đủ theo lần trước Người yêu chú đúng không? Trong chị ấy xinh quá Ừ, người yêu cũ thôi cô bé ạ à. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ à, như nhóc thấy đó, chú tuần nào cũng đi cà phê một mình. Tôi cười, "Vì sao?" "Vì chú không có ai yêu." Tôi lại cười, "Vậy cháu được không?" "Cháu à?" Ngụm cappuccino trong miệng tôi lần thứ hai suýt bị ra ngoài trước mặt nó. "Cháu nói nghiêm túc đấy, cháu thích chú từ lần đầu gặp chú cơ." Tôi sốc, hóa ra tôi bị cho vào tầm ngắm từ cái lần tôi ngật ngưỡng nơi bãi giữa nhưng mà cho cháu cơ hội đi cháu sẽ không làm phiền đến chú nhiều đâu tôi không trả lời con bé nó hỏi mượn điện thoại của tôi nó hí hoái lưu số của nó lại và cười tê tét chú im lặng nghĩa là chú đồng ý vậy là từ đó tôi có người yêu một cô người yêu khá dễ chịu luôn biết khi nào tôi cần yên tĩnh để không làm phiền Thật sự, tôi cũng phần nhiều bị thu hút bởi tính cách của con nhóc vừa tinh tế nhẹ nhàng nhưng cũng rất đổi tinh nghịch đáng yêu. Chúng tôi sẽ cứ như thế nếu như không có một ngày trời Hà Nội lại âm u mưa lại giăng tính lối về đi xuất hiện trước mặt tôi với gương mặt nguề nước. Có đó, tôi có hẹn với con nhóc tôi đã không nghe điện thoại cũng quên mất rằng nó đang đợi tôi. Gặp lại Liên khiến cho cảm giác của tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Dù giờ đây giữa tôi và Liên chỉ còn lại tình bạn, nhưng thật sự tôi vẫn chơi vơi. Tôi không biết mình làm vậy có xứng đáng với em hay không. Khi em đã dành cho tôi rất nhiều quan tâm và tình cảm, tôi có bị dày vò trong mớ hỗn độn ấy, khi là Liên, khi là em, và tôi quyết định cho mình một chút thời gian. Tôi tắt máy, chỉ để lại cho nó một tin nhắn duy nhất. Chú xin lỗi nhưng chút cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình và nhóc cũng chỉ nhắn lại cho tôi một tin duy nhất cháu sẽ đợi tôi hình dung được vẻ mặt của nó lúc này tôi biết nó sẽ buồn lắm hoặc khóc hết nước mắt nhưng tôi không cho phép bản thân mình lợi dụng nó những ngày qua tôi đã dằn vặt chính mình rất nhiều hình ảnh liên vẫn còn trong tâm trí tôi mặc dù đôi lúc trong tôi nhóc hiện lên với gương mặt kinh nghịch và đáng yêu. Đôi khi tôi hình dung được cái nhếch môi của nó, cái nhếch môi ý chừng không thể nói thêm với tôi bất kỳ điều gì. Tôi ra đi, ba đến một phương trời mới, chị hai vạn rễ đón tôi bằng nét hồ hởi hân hoan. Biển Nha Trang về đêm thật bình lặng, tôi thường thả bộ lang thang từ lúc hoàng hôn, đứng trước biển, tôi thấy lòng mình thật nhỏ bé. Đã đôi lúc tôi ước những con sóng kia có thể đánh trôi đi ký ức của tôi hay ít nhất để tôi chỉ nhớ về một người con gái liên hay nhóc tôi hay ngồi uống với một vài anh bạn đồng nghiệp trên bãi cát và điều duy nhất là càng say tôi lại càng thấy đau khổ thật nhiều một hình bóng nào đó quen thuộc dài thể thao vái xòe một sự kết hợp vừa nữ tính lại vừa khỏe khoắn khiến tôi bất chợt chạy theo không lẽ nào tôi đã nhầm đó không phải là nhóc chỉ là một sự tình cờ nhầm lẫn tôi mỉm cười sao mình lại mong gặp lại nhỉ hơn một năm tôi vẫn âm thầm vào blog của cô nhóc tôi vẫn âm thầm vào phay những entry của nhóc khiến tôi thấy mình thật không xứng đáng với tình cảm đó nên tôi vẫn quyết định không comment tôi mong nhóc sẽ tìm thấy một tình yêu khác xứng đáng hơn tôi tôi lại thả bộ với những ý nghĩ không tên ngoài giờ làm việc tôi không còn việc gì khác là đi dọc bờ biển tôi nhớ hà nội da diết nhưng tôi không dám trở về tôi sợ đi qua những con đường quen khi xưa tôi và liên cùng đi đã lâu rồi có lẽ như cảm xúc trong tôi đã cha lì cho đến ngày tôi gặp cô nhóc càng ở bên tôi lại càng nhớ đến liên tôi cũng không hiểu nổi sao nội tâm mình lại phức tạp đến thế? Chị ba đi cảnh lúc nào mà tôi không biết. Út à, chị biết, Liên đã làm em tổn thương, nhưng em nên mở lòng mình ra đi trước. Thấy em như thế này, tội nghiệp lắm. Tôi mỉm cười, tôi vẫn đang chờ đợi. Nếu không phải lại nhóc, tôi không biết mình sẽ mở lòng ra với ai được không nữa. Tôi muốn thời gian trả lời cho mình câu hỏi. Bây giờ trong tôi là liên hay nhóc ngự trị nhưng dường như thời gian đã làm cho mọi sự thay đổi đi rất nhiều và ta không thể kiểm soát được nó con nhóc đặt trạng thái in relationship với một người khác ngay khi tôi quyết định sẽ tìm lại ngay khi tôi quyết định chọn cho mình một lối đi có tinh nhóc nâu và nhận chiếc bánh khúc khi tôi buông xuôi ý định trở về hà nội có lẽ con nhóc không còn mong mỏi sự hiện diện của tôi nữa vé máy bay đã đặt tôi quyết định hủy chiều chủ nhật bờ biển đông đúc gió biển thổi vào mang theo cả hơi muối mặn chát tôi lại thả bộ với dòng suy nghĩ đắm chìm nhìn ra phía biển xa tôi tự hỏi trong những con thuyền thấp thoáng có con thuyền nào dành cho tôi này chú có ai nói với chú là trốn chạy không bao giờ chủ lành vết thương không này cháu cháu có nghĩ là mình nói chuyện nhầm người không Chú có nghĩ là không quay đầu lại mà nói chuyện với người khác là bất lịch sự lắm không? Cháu có thể chạy ra trước này mà. Đó là những câu chào hỏi cho hơn 300 ngày không gặp. Chúng tôi vẫn thế, vẫn đối đáp với nhau bằng cái giọng ngang ngang như thế. Trước mặt tôi vẫn là vái xòe và dài thể thao. Chú đen đi nhiều lắm, nhưng đẹp hơn. Quài không sạm đi vì gió biển đâu, còn cháu xinh hơn nhiều sao chú không trở lại chú có biết cháu đã đợi chú rất lâu rồi không chú xin lỗi tôi chỉ biết im lặng chú có biết cháu đã can đảm đến thế nào mới đến được đây không sao cháu tìm được chú tôi lãng đi và nói chuyện khác cháu đưa một đoàn khách đến đây ngày mai cháu về hà nội rồi chúng tôi cùng cười ngượng nghịu cả hai đều chẳng biết nói gì hoặc bởi vì không biết bắt đầu từ đâu vì có quá nhiều điều cần nói vậy là chúng tôi cứ ngồi im lặng bên nhau chưa đến khi sương ướt tóc con nhóc đứng lên nói khẽ cất tiếng cháu đi đây mai cháu về hà nội chào chú mặc cho tôi chưa kịp phản ứng con nhóc quay lưng bước đi nó bước đi nhanh quá một lần nữa tôi lại như hình dung được những giọt nước mắt của con bé và bất chợt tôi như cảm thấy mình vừa đánh mất một cái gì đó lớn lao, y hệt như cái cảm giác lần trước tôi chia tay điên. Tôi hiểu, tôi không thể buông tay, không thể để nó đi mất. Tôi chạy theo.